Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng ven thủ đô Hà Nội, được xem là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận trung chuyển hàng hóa của vùng thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn, kết nối kinh tế với các tỉnh lân cận và các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Giang 2 năm gần đây đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Từ một thành phố công nghiệp cấp 2, Bắc Giang đã bật dậy thành một trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về tổng vốn thu hút đầu tư FDI. Với hấp lực mạnh dòng vốn FDI, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bất động sản công nghiệp, bất động sản Bắc Giang đã và đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Quý 4 năm 2022, Landmark xin trân trọng giới thiệu một siêu dự án bất động sản với quy mô 43 hectare, tọa lạc tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang, New Era Bắc Giang, tâm điểm sống của người hiện đại. Sở hữu ngay siêu phẩm bất động sản cao cấp tọa lạc ở vị trí đắc địa tại thành phố Bắc Giang, sổ đỏ cho tay, dự án New Era với quy mô 43 hectare, gồm 958 lô liền kề, hệ thống shop house biệt thự, phía bắc giáp khu số 2 thuộc khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang, phía nam giáp tuyến đường lên cầu Đầu Sơn, phía đông giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài, phía tây giáp đường tỉnh 293 và đối diện Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang. Dự án New Era Bắc Giang được quy hoạch xây dựng tại vị trí trung tâm hiện đại bậc nhất của thành phố Bắc Giang. Hạ tầng hiện hữu đồng bộ, kết nối nhiều tiện ích công cộng cũng như khu vực hành chính kinh tế của tỉnh Bắc Giang nói chung và thành phố Bắc Giang nói riêng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ các tiện ích ngoại khu đất giá. Từ New Era Bắc Giang, chỉ mất 2 đến 5 phút di chuyển tới quảng trường mùng 3 tháng 2, công viên Hoàng Hoa Thám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Thương mại World Market, Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, VinFast Bắc Giang. Chỉ mất 5 đến 10 phút di chuyển tới các khu nghiệp trọng điểm của Bắc Giang, khu nghiệp Song Khê Nội Hòa, khu nghiệp Vân Trung, khu nghiệp Việt Hàn, khu nghiệp Đình Chám. Ngoài sở hữu các tiện ích ngoại khu đất giá, New Era Bắc Giang còn có một không gian sống vô cùng đẳng cấp và tiện nghi. Dự án được thiết kế với 2 hồ điều hòa khu vực, 7 công viên nội khu, hồ bơi 4 mùa, chợ trung tâm khu vực, bãi đỗ xe tĩnh, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của một không gian sống xanh, năng động, cùng lúc sở hữu những khu vực khác biệt tạo nên một tổ hợp đô thị phồn thịnh hiện đại bậc nhất tại Bắc Giang. Với những giá trị tiện ích như vậy, dự án New Era Bắc Giang hứa hẹn sẽ là một không gian sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân. Một trong những yếu tố tiên quyết để giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư đó chính là pháp lý. New Era Bắc Giang có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng nền. Với nhiều giá trị tiện ích và lợi thế như vậy, hứa hẹn với quý khách một cơ hội đầu tư an cư tuyệt vời với giá trị gia tăng, xứng đáng là kỷ nguyên mới của Bắc Giang. Liên hệ ngay hotline 0966 838216 để đăng ký đi tham quan dự án. Công ty cổ phần địa ốc Landmark, địa chỉ Shop House 08 tầng 1 tòa Saigontel Central Park, Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Giang. Hotline 0966 838216.